Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ đi hái xoài để làm món salad. Nếu các bạn thấy video này hay hãy nhớ like và subscribe cho mình nhé. Bây giờ thì cùng đi hái xoài nào. Xà này cũng vừa vừa. Các bạn mình muốn chả nước miếng
bạn nào ăn cay được thì phải bỏ nhiều muối vào. Rồi mình sẽ lắc nha các bạn. Bây giờ mình sẽ lắc xài nha các bạn. Mình sẽ lắc thật đều để cho tất cả gia vị thấm vào nhau. Xài lắc ngon quá các bạn ơi. Trời đang nắng, lại có gió nữa. Ăn xài vô